Thưa quý vị, ngày 24 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Sĩ Bảy, sinh năm 1966, quê tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Bảy từng có nhiều năm gắn bó và trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ. Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Sĩ Bảy từng giữ chức vụ trưởng vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, khối kinh tế ngành, vụ 1. Trước đó, ông Bảy là phó vụ trưởng vụ này. Thời gian ông Lê Sĩ Bảy làm vụ trưởng vụ 1, đơn vị này là chủ lực thực hiện nhiều cuộc thanh tra có quy mô lớn được dư luận quan tâm như dự án tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên. Tài liệu thanh tra và kết luận của cuộc thanh tra trên đã được chuyển sang Bộ Công an, sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố các vụ án bắt tạm giam nhiều bị can, trong đó có những người nguyên là bộ trưởng, thứ trưởng và thu hồi tài sản tham nhũng với số lượng lớn.